Hà Nội có thêm 11.517 ca COVID-19 trong ngày 27 tháng 2. Từ 18 giờ ngày 26 tháng 2 đến 18 giờ ngày 27 tháng 2, thành phố Hà Nội có thêm 11.517 ca mắc COVID-19, trong đó có 3.887 ca cộng đồng và 7.630 ca đã cách ly. Số ca mắc mới được phân bố tại 541 xã, phường, thị trấn thuộc 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Đông Anh 743, Sóc Sơn 734, Hoàng Mai 664, Hoài Đức 660, Nam Từ Liêm 618, Long Biên 618, Bắc Từ Liêm 601. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 là 262.274 ca. Sáng ngày 27 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh Trưởng ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện, xã phường để chỉ đạo các giải pháp kịp thời trước tình hình dịch bệnh gia tăng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ, diễn biến dịch bệnh rất phức tạp và Hà Nội đã có ngày trên 10.000 ca mắc COVID-19. 74 xã phường, 12 trên 8% đã chuyển sang cấp độ 3, tuy nhiên số bệnh nhân thể nhẹ, không triệu chứng chiếm đa số 96%, trong đó 95% tổng số ca nhiễm điều trị tại nhà thành phố luôn theo dõi, nắm bắt chặt diễn biến dịch bệnh, số chuyển tầng, số ca điều trị tầng 2, tầng 3 vẫn được kiểm soát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành, quận huyện quản lý người nhiễm qua phần mềm, số ca nhiễm, những mô hình tốt, hiệu quả. Tăng cường điều phối lực lượng để giảm tải hệ thống y tế cơ sở ra sao, đặc biệt với địa bàn có mật độ dân cư cao, đảm bảo an toàn trường học. Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận huyện cần chủ động làm việc với các bệnh viện trên địa bàn theo nội dung thành phố đã làm việc, điều trị bệnh nhân tầng 2,3, dành ít nhất 50% số giường. Khi đó, sở sẽ điều tiết lại, đảm bảo bệnh nhân được điều trị ngay trên địa bàn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!